Nhưng mà đằng sau là dòng nhau và phía bên bên trên quả này hết. Ôi trời. Quả hết. Bây giờ bước chân vào nhà này thôi thì tôi đúng rồi, trời ơi, luôn dành cho The Magic. Và bây giờ đó vị trí của Sao sẽ đang solo kill với cả một thành viên bên phía team Easy Spy, nhưng không được rồi đó PC. Bắn từ hướng nào đây? Tăng mini 14 là cực kỳ. Từ từ đã. Khi mà phía trước mặt này đang có thêm sườn của cả Roy cùng với gót nghề nó đã lao lên như này thì không khác gì được công hiến dành cho những người soạn cả. Một kiểu không. Vâng, Bensu thì đã có tín hiệu dừng rồi nhưng mà soạt thì vẫn cứ gọi là hết ga thôi. Ngay sau đó là GSP, những mũi công chủ lực bên phía bóc mình đang di chuyển một cách cực kỳ tự tin. Trong quả smoke soạt của GSP đã biết được điều này. Có vẻ như với bóc Nani thế mình họ đang lựa chọn phương án chết an toàn. Run, bitch, run. Phonic Esports muốn di chuyển ngang qua đây, bẻ lái đến từ tên Asia. Lạc lối rồi. Hai ông của Phoenix Esports lạc lối, họ đi từ nãy giờ loanh quanh map và đến đâu thì cũng có địch. Cảm giác như họ đang cực kỳ hoảng loạn vậy.